Tiết lộ mức lương của binh sĩ Triều Tiên chiến đấu chống Ukraine. Binh sĩ Triều Tiên sẽ nhận được khoảng 2.000 đô la Mỹ mỗi tháng khi tham gia cuộc chiến chống Ukraine và công nhân Triều Tiên mỗi người 800 đô la Mỹ. Điều này đã được tờ báo tiếng Anh The Korean Herald của Hàn Quốc đưa tin, trích dẫn thông tin tình báo Hàn Quốc. Triều Tiên cũng sẽ được cung cấp khoảng 700.000 tấn gạo, giúp bù đắp một phần thâm hụt sản xuất hàng triệu đô la Mỹ của nước này. Và có lẽ Bình Nhưỡng sẽ chuyển giao các công nghệ vũ trụ tiên tiến để phóng vệ tinh trinh sát. Nhưng các chuyên gia tin rằng, phần ngọt ngào nhất của thỏa thuận mà Triều Tiên có thể mong đợi là khả năng buộc Nga phải đứng về phía mình trong trường hợp xảy ra tình huống khó lường trên bán đảo Triều Tiên. Tờ báo cũng cho rằng Nga sẽ cố gắng sử dụng Triều Tiên như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Vào cuối tháng 10, tình báo Ukraine cho biết khoảng 3.000 binh sĩ Triều Tiên đã đóng quân cách biên giới Ukraine khoảng 50 km trong doanh trại tại khu vực Kurt. Triều Tiên hứa sẽ giúp đỡ Nga cho đến ngày chiến thắng Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Cho Song Huy cho biết tại một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow rằng Triều Tiên sẽ giúp đỡ Nga cho đến khi giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt này. Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Cho Song Huy đã đến Vladivostok, Nga vào ngày 29 tháng 10. Từ Vladivostok, Bộ trưởng đã đến Moscow theo một thông điệp được đăng trên kênh Telegram chính thức của Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đang thăm Nga như một phần của cuộc đối thoại chiến lược diễn ra giữa các nhà lãnh đạo của hai nước tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 năm 2024. Chuyến thăm Moscow của bà Cho Song diễn ra trong bối cảnh phương Tây đang thảo luận về sự tham gia bị cáo buộc của quân nhân Cộng hòa Nhân chủ Nhân dân Triều Tiên vào các hoạt động chiến đấu Ukraine vào ngày 18 tháng 10, vào ngày 18 tháng 10, tình báo Hàn Quốc cho biết 1.500 binh lính Triều Tiên đã có mặt tại các bài huấn luyện của Nga ở Viễn Đông, nơi họ sẽ được gửi đến Ukraine. Cơ quan tình báo sau đó đã báo cáo một con số lớn hơn là 3.000 binh lính. Bình luận về những bức ảnh được cho là ám chỉ việc điều động quân nhân, Cộng hòa Dân chủ, Nhân dân Triều Tiên đến khu vực xung đột. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại Kazan rằng những bức ảnh như vậy là một vấn đề nghiêm trọng và nếu chúng tồn tại thì chúng phản ánh điều gì đó đồng thời nhà lãnh đạo nga cho biết nga và cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên đã ký kết một thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hiệp ước này có điều bốn về hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một trong các bên bị xâm lược bộ trưởng ngoại giao cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên cho sông huy cho biết tại một cuộc họp tại bộ ngoại giao nga ở moscow rằng triều tiên sẽ giúp đỡ nga cho đến khi giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt này chúng tôi cũng một lần nữa khẳng định rằng cho đến ngày chiến thắng chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng những người đồng chí Nga, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, theo hãng tin TASS. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên sẽ tiến hành một số cuộc họp tại Nga để thảo luận về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un, kết quả bầu cử Mỹ và tình hình quốc tế nói chung. Konstantin Amolot, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên thuộc Viện Trung Quốc và Châu Á Hiện đại thuộc Viện Hàng Lâm Khoa học Nga cho biết, Asmolot lưu ý rằng hiệp ước giữa nga và cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên chưa được phía triều tiên chính thức phê chuẩn nhưng một số điều khoản của hiệp ước đã được thực hiện Hãy nhìn vào từng suất các chuyến thăm chính thức, cường độ làm việc trong các dự án chung, ý chí chính trị để hành động theo hướng này đã có rồi, ông nói. Theo Prada, điều đáng chú ý là Trung Quốc dường như lo ngại về sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa Nga và Triều Tiên. Các quan chức Trung Quốc lo ngại rằng nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un sẽ bắt đầu dành nhiều ưu tiên hơn cho Nga, mặc dù Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên trong một thời gian rất dài. Ngoài ra, các quan chức Trung Quốc tin rằng Triều Tiên được khuyến khích bởi sự ủng hộ của Nga có thể chuyển sang hành vi khiêu khích hơn trong quan hệ với Hàn Quốc. Đồng minh của ông Putin dự đoán viễn cảnh tồi tệ với phương Tây và Ukraine Trật tự dựa trên luật lệ do phương Tây dẫn đầu sẽ sớm sụp đổ, các quốc gia hoạt động trong hệ thống này sẽ bị tổn thương nhiều nhất khi điều đó xảy ra, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo. Ông cũng nhấn mạnh viễn cảnh tồi tệ nếu Ukraine gia nhập NATO. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 2 tháng 11, ông Medvedev nói rằng cái gọi là trật tự dựa trên luật lệ do mỹ và các đồng minh áp đặt trên trường quốc tế là một cấu trúc không ổn định sắp sụp đổ việc tạo ra các cuộc khủng hoảng như xung đột giữa nga và ukraine ở nhiều nơi khác nhau là cách mà mỹ đang cố gắng thống trị thế giới ông nói vì vậy họ càng tạo ra nhiều cuộc khủng hoảng họ nghĩ rằng tình hình sẽ càng tốt cho nước mỹ nước này kiếm tiền từ vũ khí vật tư và bằng cách phân bổ tiền cho ngành công nghiệp quốc phòng của mình ông nói nhưng hệ thống đó sắp kết thúc cựu tổng thống cảnh báo ông cho rằng chính quyền mỹ đang chống lại sự sụp đổ đó bằng mọi cách có thể và đây là lý do tại sao người mỹ coi bris và các liên minh khác hiện đang được thành lập trên toàn cầu nơi mỹ không có tiếng nói là thù địch thế giới đơn cực mà mỹ đang cố gắng duy trì luôn dễ xảy ra chiến tranh và không mai dẫn đến xung đột ông nói trong khi đó, hệ thống đa cực mà Nga và các thành viên GRID khác đang nỗ lực xây dựng, ngụ ý tạo ra mối liên hệ giữa các cực khác nhau và tạo ra một thế giới cân bằng luôn tương đối ổn định. Trong cuộc phỏng vấn, ông Medvedev cũng một lần nữa cảnh báo rằng việc Ukraine gia nhập NATO có thể dẫn đến Thế chiến 3. Ông nhắc tới cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, người đã qua đời hồi tháng 11 năm 2023, dường như có chút tiếc nối khi nói rằng giờ đây chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nhận ukraine gia nhập nato tôi nghĩ rằng ông ấy vẫn còn nhầm lẫn trong chuyện này ông nói không có sự định trước nào như vậy bởi vì việc lựa chọn giữa một số lời hứa và khả năng bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba lựa chọn vẫn khá rõ ràng Mục tiêu lâu dài của Ukraine là trở thành thành viên NATO, nằm trong số các mục tiêu trong kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 9. Đại sứ Mỹ tại NATO Natalia Galibarenko cho biết vào tháng 10 rằng chính phủ Ukraine muốn có lời mời chính thức để gia nhập liên minh trước khi Tổng thống Joe Biden rời nhiệm sở vào tháng 1. Kiev cho biết họ cần gia nhập NATO để chống lại bất kỳ hành động xâm lược nào trong tương lai của Nga. thảm họa khủng khiếp, chuyên gia Anh cảnh báo những gì đang xảy ra với Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiểu rằng Ukraine đã thua trong cuộc xung đột và mong muốn buộc phương Tây chiến đấu thay vì lực lượng vũ trang Ukraine. Chuyên gia Anh Alexander Mekoris nói trên kênh YouTube Deep Dive. Chánh văn phòng Tổng thống Emark Zelensky, tất cả những gì người này đều biết rằng họ đang thua. Họ đang cố gắng tìm ra cơ chế nào đó để buộc phương Tây phải chiến đấu vì họ. Chuyên gia Mechoris nói theo Deep Dive. Về cơ bản, họ đang nói với chúng tôi, hãy cho chúng tôi những gì chúng tôi muốn, hãy chiến đấu thay vì chúng tôi, bởi vì rằng nếu các vị không làm điều đó, chúng tôi sẽ thất bại. Đó sẽ là thảm họa to lớn, khủng khiếp đối với các vị. Uy tín của các vị hiện đang bị đe dọa, Mechoris lưu ý. Theo chuyên gia này, chính phủ Ukraine không có khả năng đàm phán, ngay cả khi mọi thứ xung quanh đang sụp đổ. Đồng thời, ông Mekoris nói thêm rằng quân đội Nga hiện đang chiếm thế thượng phong trên chiến trường. Ông Mekoris nhấn mạnh, càng dành nhiều thời gian thảo luận về vấn đề này, thì chiến thắng của Nga càng trọn vẹn, càng có nhiều người Ukraine thiệt mạng, thảm họa đối với Ukraine càng lớn. Từ trong nước, nhà báo Ukraine Diana Panchenko cáo buộc ông Zelensky đã cử các xã thủ phòng không Patriot tới các đơn vị bộ binh để chiến đấu. Banchenko cảnh báo ông Zelensky đưa người ra khỏi các sân bay phòng không, thậm chí từ đơn vị Patriot và cử họ làm lính bộ binh để tấn công. Ukraine có thể sớm không còn lực lượng phòng không. Trong năm qua, vương Tây đã chống lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực của lực lượng vũ trang. Theo báo chí, binh lính Ukraine mệt mỏi sau những trận chiến kéo dài và tổn thất chỉ được bù đắp một phần, thường là do những tân binh lớn tuổi và được huấn luyện kém.